khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Cô xin chào Minh Châu, cô đang rất là hồi hộp, không biết là khán giả có yêu cầu cái gì với mình không ha? Dạ có, bây giờ mở cho cô xem ha. Chào đầu bếp, chào MC và xin chào quý vị khán giả yêu thích chương trình Món Ngon Mỗi Ngày giống như tôi. Tôi tên Kim Phượng ở quận Tân Phú. Tôi có xem chương trình và thấy món bao tử cá ba sa xào cần nước. Tôi đã nấu thử, món này ăn rất ngon. Khổ nỗi các cháu ở nhà không quen dùng cần nước, vì đối với các cháu cần nước có mùi hơi hăng. Do đó các cháu chỉ lựa bao tử cá ăn thôi. Nay tôi muốn nhờ chương trình chỉ giúp cho tôi một món mà trong đó có loại rau khác kết hợp với bao tử cá để các cháu dùng được nhiều rau hơn. Xin cảm ơn chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả có biết không, nhờ có vị khán giả này yêu cầu mà Minh Châu sắp được ăn bao tử cá ba sa rồi đây. Thật ra là giúp cho những chị nội trợ, làm những người mà luôn luôn chăm sóc cho bữa ăn gia đình, đó là một niềm vinh hạnh của cô đó. Dạ đúng rồi, nhưng mà cái ca này hơi khó nha cô, tại vì em thấy là khán giả của chúng ta không có thích ăn rau. Cũng đâu có gì khó đâu em, vì bé không có thích ăn rau cần nước thôi, chứ nguyên liệu khác thì bé vẫn có thể ăn được mà. Bé thích ăn bao tử cá ba sa là như vậy, thì chúng ta sẽ thay một cái nguyên liệu khác bằng cách là thay vì nấu rau cần nước thì bây giờ mình làm thử với bạc hà thử xem. Ồ hay vậy cô. Vậy thì món ăn ngày hôm nay tên gì ạ? Món ăn ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện, đó là món bao tử cá ba sa xào bạc hà. Để thực hiện món ăn này thì quý vị khán giả sẽ chuẩn bị khoảng 300g bao tử cá ba sa, một cây bạc hà, nghệ tươi, ớt hiểm, ngò gai và rau ôm. Ngoài ra chúng ta còn cần chuẩn bị hành, tỏi băm, bột nghệ, đậu phộng rang, các loại gia vị thông thường và hạt nêm Aji ngon. Giai đoạn đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt cái phần bạc hà này ra thành những cái khoanh mỏng và xéo như thế này nè. Riêng đối với món này vì chúng ta làm một món xào cho nên là nó sẽ hơi khác, là chúng ta sẽ cho vào một chút xíu muối nè. Rồi Minh Châu sẽ giúp cho cô trộn đều bạc hà với muối này lên. Khi mà quý vị khán giả bóp phần bạc hà chung với lại muối á, thì sẽ giúp cho bạc hà có được cái độ giòn trong quá trình chúng ta xào. Kế đó là quý vị khán giả sẽ cắt cái phần nghệ ra thành những khoanh mỏng. Phần ớt hiểm quý vị khán giả sẽ đập dập ra. Cuối cùng là rau ôm và ngò gai, chúng ta sẽ sắc khúc. Xong rồi đúng không cô? Đúng rồi, tất cả các nguyên liệu chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cô ơi, cô nhìn giùm em thử các cái bạc hà này được chưa cô? Được rồi đó em. Dạ. Em sẽ vắt ráo giúp cho cô rồi em cho ra cái dĩa này nha. Rồi, bây giờ em cho ra đây nha. Rồi, cảm ơn Minh Châu. Sau khi quý vị khán giả đã sơ chế các nguyên liệu nè, bạc hà chúng ta đã bóp với lại muối rồi. Bột nghệ thì chúng ta sử dụng để ướp vào trong cái bao tử cá ba sa này. Cô ơi, bột nghệ ướp vào thì có màu đẹp hơn đúng không cô? Bột nghệ ướp vào đây không chỉ là tạo màu đẹp mà còn có cái mùi thơm nhẹ của nghệ nữa. Quý vị khán giả thân mến, đừng quên ướp thêm một chút bột nghệ vào trong bao tử cá ba sa để giúp cho món cá của chúng ta vừa có màu đẹp mà vừa có mùi thơm nhẹ dễ chịu nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ ướp gia vị vào. Đầu tiên là ướp vào khoảng nửa muỗng cà phê tiêu nè, một muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, một muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon, nửa muỗng cà phê bột nghệ, khoảng chừng một muỗng canh hành và tỏi băm. Tất cả những cái nguyên liệu này chúng ta trộn lên cho thật là đều. Và muốn cho mùi thơm hơn, cô sẽ cho thêm một chút xíu nước mắm, khoảng chừng 1/3 muỗng cà phê nước mắm thôi. Bao tử cá có nhanh thấm gia vị không cô? Bao tử cá là một cái nguyên liệu rất là nhanh thấm gia vị, cho nên quý vị khán giả có thể là vừa mới ướp xong, sau đó chúng ta xoay qua, chúng ta chuẩn bị lấy cái chảo một cái bắt lên là bao tử đã thấm gia vị rồi. Quý vị khán giả sẽ chuẩn bị luôn cái phần hành và tỏi băm. Lúc nãy chúng ta ướp vào phần nửa thôi, còn phần nửa chúng ta để lại để mà khi mà chúng ta xào á là dầu phải thật là nóng nha. Và chúng ta cho bao tử vào xào thật là nhanh tay, lửa thật là lớn luôn để cho bao tử được săn và đồng thời nó sẽ có cái mùi thơm rất là đặc trưng. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là cô Thảo đã dặn rất là kỹ rồi, quý vị đừng có làm sai mà món bao tử không ngon nha. Bao tử cần phải được xào trên lửa lớn để săn và có mùi thơm. Chảo nóng rồi chúng ta sẽ cho dầu vào. Bây giờ dầu nóng rồi nè, chúng ta cho hành và tỏi băm vào. Khi mà lửa lớn và dầu đang nóng như vậy á, quý vị khán giả sẽ xào nhanh tay. Kế đó chúng ta sẽ cho luôn phần ớt hiểm và những cái lát nghệ tươi vào, chúng ta xào chung. Chúng ta sẽ xóc chảo cho đều để cho bao tử được chín đều và săn lại. Bây giờ thì bao tử cá ba sa đã chín rồi, quý vị khán giả sẽ cho phần bạc hà vào. Chúng ta chỉ đảo sơ qua để cho bạc hà vừa chín và thấm gia vị. Kế đó cho tiếp hết phần ngò gai và rau ôm vào. Bây giờ cuối cùng là đậu phộng rang. Dạ. Và món ăn chúng ta bây giờ đã hoàn tất. Mùi của cái nghệ tươi cũng như là bột nghệ bốc lên thật là hấp dẫn. Bây giờ chúng ta sẽ trang trí món ăn ra dĩa ngay lập tức.
chúng ta sẽ trang trí nhánh rau ôm nhỏ nhỏ chỗ này nha. Dạ. Và đối với món bao tử cá ba sa xào với lại bạc hà này thì quý vị khán giả dọn lên phải ăn nóng thì mới ngon. Em cảm ơn cô. Giòn, giòn của bao tử cá, giòn của bạc hà, giòn của đậu phộng. Quý vị khán giả thân mến, thật là một món ăn thú vị. Khi mà chúng ta ngửi thấy mùi thơm của nghệ là chúng ta đã cảm thấy rất là kích thích vị giác rồi. Và khi mà chúng ta ăn được miếng bao tử giòn nè, cộng miếng bạc hà giòn nè, và cái mùi vị đậm đà thì chắc chắn là tất cả chúng ta đều sẽ cảm thấy rất là yêu thích. Và đặc biệt là chị Mai, người đã gửi yêu cầu vào cho chương trình, em tin chắc là bé nhà chị sẽ cảm thấy rất là thích món ăn này. Và bé sẽ ăn hết một dĩa luôn, không có chừa cho chị một miếng nào luôn á. Đối với em, ngày hôm nay cô Thảo đã rất thành công khi chế biến một món ngon. Chỉ trong tích tắc thôi mà mọi thứ đều rất là đơn giản, dễ làm. Vậy nên Minh Châu cũng hy vọng là tất cả quý vị khán giả sẽ ghi nhớ tất cả những điều cô Thảo đã hướng dẫn để có thể thực hiện thành công món ăn này. Còn nếu như mà quý vị chưa kịp ghi chép lại, hoặc là quý vị đã bỏ lỡ chương trình ngày hôm nay thì phải làm sao à? Hãy vào ngay website mongonmỗingay.com để tìm lại quý vị nhé. Hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã luôn đồng hành cùng với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Và số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam 083-823-7557 luôn chào đón tất cả quý vị. Và chúng tôi tin là cùng với sự ủng hộ của quý vị thì chương trình Món Ngon Mỗi Ngày sẽ ngày càng hay hơn và trở thành người bạn thân thiết của các bà nội trợ cũng như tất cả quý vị khán giả trên cả nước. Còn bây giờ thì cô Diệu Thảo và Minh Châu rất là tiếc nhưng mà phải chào tạm biệt quý vị rồi. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.